Em chị, mình thấy có cánh bướm nào mà nó bự như vậy chưa? Bướm bự như vậy gọi là bướm đại ngàn nha các anh chị nha. Và coi cái chất cây giùm em nè. Lần đầu tiên em giới thiệu cho các anh chị mình một cái size cây bướm đại ngàn mà ở cái size phi thiết kế phi 25, rất bự đẹp như vậy cho các anh chị. Thì hiện tại á, cái cây bướm đại ngàn anh chị mình rất là yêu thích luôn. Ngoài cái khuôn hoa bự thì mình thấy cái màu của nó cũng cực kỳ tươi. Mà dòng này lại là dạng cánh sáp nữa, nên là cái độ bền hoa của nó sẽ cao hơn những cái dòng đen đô nắng thông thường. Anh chị mình thấy ha, phơm hoa to bự cánh đều. Mà anh này chỉ có một cái nhược điểm là hoa nó không thơm thôi, nhưng bù lại anh chị mình thấy thân thủ nè, thân thủ cái chất cây quá to bự luôn. Và dòng này là thích hợp để cho các anh chị mình lên những cái chậu tác phẩm. Thì đây, ở đây em có toàn bộ được tầm khoảng là 50 cái cây bướm đại ngàn tác phẩm đây anh chị ha. Thì những cây này đều là cây tơ và chưa từng hoa, thì nên là hôm nay quyết định xuất cái lô này để giới thiệu cho các anh chị. Như chậu này nè, đang lên cực kỳ điều hướng luôn, mầm con ra rất là nhiều luôn. Thì với một cái chậu bướm đại ngàn khổng lồ như thế này, hôm nay em tri ân cho các anh chị mình với mức giá là 220.000 thôi. Em cũng bao phí vận chuyển cho các anh chị ha. Thì những anh chị nào mình chưa cần ngắm hoa liền, hoặc là mình muốn làm chậu tác phẩm chơi Tết á, thì em có thể lựa được cho các anh chị mình những cái size cỡ dày, hoặc là những cái cây đang chuẩn bị nhú vòi để cho các anh chị mình có nhanh có hoa để chơi. Ngoài ra thì em bao phí vận chuyển, em còn hỗ trợ cho các anh chị mình kỹ thuật chăm sóc, cũng như là tặng kèm thêm cho mình một gói kích hoa khi các anh chị mình đặt hàng chậu thiết kế này.